cuối cùng thì cũng phải chịu và để giảng hòa để đặng mà mở cửa. Đóng cửa chỉ có 7 ngày thôi, các bạn biết thiệt hại nền kinh tế 20 tỷ đô, khủng khiếp hơn. Tại vì cho nên theo tôi thấy thì cái đề tài mà hồi hồi sớm Duy để đó, Mỹ dàn trận mà để tấn công Syria thì không có, cái đó là không thể. Cái thời ông cha của ông Assad đó, ông tổng thống Assad đó, cái thời ông đó đó, ông đó ông rất là thân Mỹ, mà không biết tại sao cái ông con lại lại không thích, không biết tại sao. Tôi cái này tôi chưa tìm hiểu mà không hiểu, ông con lại quay qua lại thân Nga, thì bắt đầu ông quay qua ông thân Nga thì bắt đầu lại có cái sự đối nghịch với Mỹ, và bắt đầu bên khối Trung Đông đó nó sợ nếu mà Syria mà mạnh đó, thì nó sẽ sợ gây sự bất ổn, cho nên nó tìm cách nó phá cái Syria. Thì hiện nay Syria là nó là quyền lợi của Nga rất là lớn, Nga lúc nào cũng bảo vệ Syria giống như ngày xưa Nga Nga bảo vệ Việt Nam mình vậy đó. Tại vì quyền lợi của Nga ở Syria rất là lớn. Thì nói rằng cuộc chiến Syria mà các bạn nghĩ như các báo chí đồ đưa đó, nó hoàn toàn có. Các bạn thấy nếu mà Mỹ mà nó muốn gây chiến tranh đó, thì nó đã làm thịt Iran với lại Bắc Hàn từ lâu rồi. Nó làm từ lâu rồi, Syria cũng vậy, nó làm từ lâu rồi. Hồi thời ông Obama cũng vậy. Nó cũng đánh đánh theo kiểu cầm chừng thôi, đánh theo kiểu tại vì nó là nước lớn, nó bắn một số quả tiễn rồi nó đi về. Nó là nước lớn thì mấy thằng đàn em của nó, đồng minh của nó muốn nó bảo vệ thì ok, nó ra nó bắn mười mấy trái quả tiễn rồi đi về, cho nên nó không có đụng vào nhiều, nó không muốn đưa quân qua đó nữa, mà nó còn không muốn đưa quân Mỹ vô đó để đặng mà tham chiến sẽ bị sa lầy. Bởi vì cuộc chiến Iraq vừa rồi, hàng Mỹ cuộc chiến Iraq người ta nói là một cái cuộc chiến mà Mỹ bị sa lầy sau cuộc chiến Việt Nam, là một cái lỗi lầm mà Mỹ bị gọi là lịch sử lặp lại đó, cái cuộc chiến Iraq mà Mỹ nó bị. Cho nên lúc đó hàng Mỹ nó ráo riết, nó nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, nó sợ hãi đó, nó sợ nó bị sa lầy quá sâu đó, cho nên nó ráo riết để đặng mà nó rút quân ra, nó giao lại cho một cái chính quyền mới. Cái cuộc chiến Việt Nam là một cái bài học mà Mỹ nhớ đời không bao giờ quên. Khi mà ảnh đi đánh quên Iraq bà ảnh mới thức tỉnh, ảnh mới bị giật mình, ảnh ráo riết tới thời ông bồ ba mà phải lo mà chạy rút ra, quá sai lầm. Cho nên Mỹ đã bị tốn kém. Nếu mà Mỹ không bị cuộc chiến Iraq với lại cuộc chiến của Afghanistan đó, thì bây giờ Mỹ phải nói là cũng vững vàng chứ không đến nỗi. Hai cuộc chiến đó làm cho Mỹ bị sa lầy và tốn kém kinh khủng luôn, tốn kém về sinh mạng và tiền của. Từ đó rồi kéo theo cuộc chiến của khủng bố Al Qaeda nữa, nói không nó đi ông Mỹ nó đi tiêu diệt ông Labin không mà tốn cả mấy chục tỷ đô chứ không phải ít đâu, chỉ có đi tìm và giết ông Labin không đó, để đặng mà tiêu diệt cái khối Al Qaeda. Thì hiện nay nói chung Mỹ nó chỉ tự bảo vệ thôi. Nếu mà Mỹ mà Nga đánh nhau đó, bây giờ ông Putin ông biết mà. Ông Putin đó các bạn biết ông rất là giỏi. Ông là cựu tình báo KGB. Ông hiểu được những cái âm mưu và thủ đoạn của Mỹ và cái đường lối của Mỹ. Cho nên ông này ông rất là giỏi. Ngay cả ông Trump còn phải nể phục ông mà. Cho nên cái cuộc chiến mà Mỹ-Nga thì nó nói là nếu mà xảy ra đó thì chưa chắc, thì hai bên có nghĩa là đánh coi như long trời lở đất. Thằng Nga Nga bây giờ cũng mạnh lắm chứ không phải giỡn, từ ngày mà ông Putin lên đó, ông làm cho nước Nga hùng mạnh trở lại. Ông Putin ông rất là giỏi, ông ngoại giao và ông đối nội. Bởi vì các bạn thấy tại sao mà người dân Nga lúc nào cũng ủng hộ ông Putin hết. Có một người nào mà làm tổng thống làm 4 nhiệm kỳ luôn. Đấy, người dân Nga họ cần ông. Cái thời mà ông biết, các bạn biết cái thời của sau khi mà khối Liên Xô mà sụp đổ đó, tan rã rồi đó, thì ông chịu sinh đó, cái ông này ông rất là tồi tệ, ông làm việc tức là ông bị phương Tây nó giật dây, mà mấy ông này làm chỉ vì tiền thôi, ông để nước Nga nó đi xuống đến nỗi mà ngân sách rồi quốc phòng đồ bị yếu kém lắm, tới nỗi mà tàu ngầm mà còn tàu bè những tàu chiến đồ không có khả năng để đặng mà tu bổ. Ngay cả lính Nga lúc đó là các bạn biết còn không có tiền để trả lương,
lính Nga phải đi hát mà đi ăn đi xin kiếm tiền sống, mà cái thời của ông treo xin nó khổ đến nỗi vậy. Nhưng mà khi ông Putin lên, các bạn biết ổng phát triển và đổi mới, ổng ngoại giao và ổng khai thác tài nguyên của đất nước, ổng làm cho nước Nga ngày hôm nay rất là phồn thịnh trở lại. Phải nói là ông Putin, thế giới họ nghiêng mình mà khâm phục ổng. Chính vì vậy mà cái khối châu Âu nó sợ ổng mạnh quá, nó sẽ thu tóm cái những cái quốc gia nhỏ nhỏ của ngày xưa mà khối liên bang Xô Viết tan rã rồi đó. Cho nên bây giờ tụi châu Âu nó tìm cách nó kìm hãm ông Putin, nó kìm hãm Nga. Nhưng mà có kìm hãm thì nếu mà nó kìm hãm ông Putin đó thì nó mấy thằng kia nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên các bạn thấy vừa rồi, mặc dù Mỹ cấm vận hay là châu Âu nó cấm vận Nga, nhưng mà nó cũng không làm ảnh hưởng gì quá nặng nề Nga. Nó đưa ra những cái chiêu bài gọi là lấy thịt đè người, lấy số đông của đồng minh đó đó. Nhưng mà nước Nga, nhưng mà ông Putin ông cũng vững vàng, tụi bay cấm vận tao thì tao cũng chơi lại được. Tại vì hiện nay Nga là một cái quốc gia mà nó cung cấp khí đốt cho cái tập đoàn châu Âu. Cho nên chính vì vậy bọn châu Âu nó không kìm hãm được ổng, nó tìm cách. Nhưng mà ổng có đường binh khác, có lẽ đó là cái đường binh mà ổng chơi, ổng đi cái ngõ khác, đó là ổng kết thân với Trung Quốc. Có nhiều người, nhiều khi chúng ta thấy tại sao mà Nga đi kết thân với Trung Quốc mà không như kết thân Trung Quốc như vậy, là có nghĩa là sẽ gây thiệt hại cho Việt Nam. Cái đây là một cái đường lối gọi là chiến lược của những cái nước lớn họ đi, mặc dù bên đó Nga cũng củng cố Việt Nam mình. Các bạn thấy trong cái lúc đó vừa Nga bị bao vây kinh tế, bị Mỹ và phương Tây á, châu Âu á, nó cô lập, nhưng mà Nga tìm cách đi cửa khác là qua bên Trung Quốc, ký những hợp đồng 400 tỷ. Các bạn thấy không? Khủng khiếp. Và Nga nhảy vào thị trường của Trung Quốc liền để đặng đớp cái đó, để đặng mà giải quyết cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Ông Putin rất là giỏi. Và bên cạnh đó đó, mình người một số các thế lực thù địch mà họ chống phá đất nước, các bạn thấy đó, họ lại nói người Nga sẽ bỏ Việt Nam đi với Trung Quốc, bắt tay Trung Quốc vậy đó, là thiệt thòi cho Việt Nam. Nhưng mà chưa chắc. Cho nên lúc đó các bạn thấy Nga bắt đầu chuẩn bị huấn luyện Việt Nam, huấn luyện 6 tàu ngầm cho Việt Nam. Tại vì các bạn biết tàu Kilo là một cái loại tàu ngầm, Kilo là một cái loại rất là hiện đại, nó vừa nhỏ và vừa hoạt động rất là hữu ích. À, ổng vừa tìm cái đường lối để giải thoát cái sự cấm vận của Mỹ và phương Tây khi mà ông Putin ổng quay như đó. Nhưng mà ổng bên cạnh đó ổng ổng cũng bảo vệ Việt Nam mình, mà một số người các bạn không có theo dõi và không nhìn thấy đó, ổng lại huấn luyện cho cái đội ngũ tác chiến của Việt Nam mình hùng mạnh lên, và ổng ổng viện trợ cho những cái loại mà tên lửa rất là hiện đại, khiến Trung Quốc cũng dè dặt. Các bạn biết 6 tàu ngầm, nhờ 6 tàu ngầm Kilo của Việt Nam hiện nay đã hoàn thành, và những tàu chiến Việt Nam đã được đưa về đó, khiến Trung Quốc cũng phải dè dặt. Vừa ông Putin ông vừa ngoại giao với Trung Quốc để đặng ông kiếm đường lối giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế của nước Nga, mà bên cạnh đó vừa bảo vệ cho Việt Nam nữa. Phải nói Nga là một cái người anh em rất là tốt, là một người đáng tin cậy của quê hương đất nước Việt Nam của mình. Đấy. Chơi với Mỹ thì nói chung Mỹ đó là cái thằng, đó là thằng gọi là business, nó là thằng có lợi thì nó chơi thôi. Mỹ là nó như vậy thôi. Nói chung mình không phải là mình chê nó gì, cái cách chơi của nó mình biết, như mình biết cái cách chơi của nó thì mình có lợi thì mình cũng chơi với nó thôi. Người dân Việt Nam mình cũng giờ cũng vậy. Ở trong nước bây giờ người ta có tiền, người ta qua Mỹ người ta mua bất động sản của Mỹ, mình thấy cái đó là có lợi cho mình qua là mình mua, mình đầu tư để đặng mình đem cái chất xám nó quay ngược về Việt Nam. Các bạn thấy những người Việt trong nước bây giờ là như ông Phạm Đình Nguyên, ông qua ông mua một cái thị trấn của Mỹ. Các bạn thấy ông đem cái những cái mà cà phê và của Việt Nam để đặng mà quảng bá trên cái thị trường của Trung Quốc, của Mỹ. Đấy, mình đem đó, nhưng mà trong khi đó mình đem chất xám ngược về. Có nhiều người những cái thế lực thù địch khi mà họ chống phá đất nước, họ không nhìn thấy những cái tiềm tin chiến lược và những cái giới kinh doanh của Việt Nam bây giờ người ta có những cái tiềm năng họ nhìn rất là sâu xa. Khi mình đi ra, không phải là mình, tại sao mình không ở trong nước mình phục vụ quê hương, nó không